Nhận xuất có nghĩa là sao các chị? Nhận xuất là nhận chất.
thì sau khi tìm được cái nhà các thầy trò thì dần dần sau về sau thì nhà khoa học người ta mới tìm cách tổng hợp lên Sumani. Thì qua đây cái phản ứng này là phản ứng Bạch Kim, là do ông Bạch Kim tìm ra. Ta thấy tổng hợp từ Andrew Salicylic ai gì nữa cho em coi với đang gì quả Paris này của giống như đi Kumaran.
cũng có tính gây sốt huyết nha. Nhưng mà lúc đầu tổng hợp ra thì chưa biết làm gì thì vô tình là chuột nó ăn thì thấy chuột chết à, dùng để diệt chuột người ta. Lúc đó có một cái phong trào diệt chuột thầy. Thì đến năm 1952 thì một người lính một người lính Mỹ dùng cái quạt Paris này uống tự tử. Nhưng mà may mắn là được cứu sống. Và người ta cứu sống bằng cách là người ta cho dùng một loại thuốc nó sẽ sao? Đối kháng ngược lại với quạt Paris. Quạt Paris thì gây xuất huyết, như vậy sẽ cho dùng một loại thuốc đối kháng lại là gì? Thuốc gây thì đó là